xuống liền nè. Lâu lắc lề nè. Thôi, tôi dậy này nè. Xuống mẹ hả? Trời ơi, con trai. Đây, 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 đồ ăn sáng con đây, có sẵn rồi, có sẵn rồi. Ngồi xuống, ngồi xuống. Hừ lắm nha chưa? Mẹ lắm gì trời, sao vậy hả? Ôi, mẹ kêu như kêu đòi, không xuống. Việc khi qua kêu một tiếng thôi là xuống. Kỳ quá. Kỳ cái gì? Ngồi xuống ăn sáng. Thôi, rồi con cái bà kia. Bà kia, người ta thay đồ hết rồi, bà ngồi đó bà ăn. Đi lên thay đồ. Mẹ lúc nào cũng thương ăn hài. Trời chơi. Cái gì vậy? Trời, nó còn tán cho mẹ một cái nữa kìa. Thôi thôi thôi, con muộn rồi, con đi luôn. Chưa ăn sáng, chưa ăn sáng. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Thôi, con trễ rồi, bây giờ con lớn rồi, con tự ra ngoài ăn được mà. Ăn cái gì? Bây giờ mẹ làm sẵn rồi nè. Thôi vợ và vơ vơ được mấy miếng ăn lại đi con. Con trễ rồi, mẹ đừng có làm thế, con ngại quá hả? Ngại cái gì? Trời ơi, coi đi. Ăn mặn kìa. Đây đây đây, đóng thùng vô con, đi học mà không đóng thùng á. Lát hồi con lên trường con đóng sao? Nóng à. Đóng cái gì cái này? Thôi mẹ coi coi, quay nhầm quá. Có xin không à không? Thôi, sao mà hôi vậy? Cái gì? Hả? Lên trường học thôi mà. Thôi được rồi, được rồi. Thôi thì cười kìa, thôi mẹ biết rồi. Thôi được rồi. Hôn cái này, hôn cái này. Thôi mẹ. Ôi mẹ ơi, kỳ quá hả? Con lớn rồi mà, thôi con đi đây. Dạ, cái thằng này. Dạ, con chào cô. Nắm tay. Trời đất ơi. Alo Vinh à? Cái vụ ông nhờ tôi chuyển thư cho Việt Thi ấy, ông tự làm đi, tự nhiên nhờ tôi làm gì? Mấy vụ này tôi làm được đâu. Con trai. Đâu mẹ em. Con ăn gì không? Mẹ làm cho con ăn nè. À không, con ăn táo nè. Trời đất ơi, đúng rồi. Phải xiên ăn trái cây vô. Coi cái candy y chang nha, không bao giờ ăn trái cây, không bao giờ ăn rau riết gì hết trơn á. Coi nè, mặt mày nè, bữa nay nè. Trời ơi, mụn nặng quá trời. Kiếm. Uống nước vô đi con. Phải ăn trái cây mình uống nước vô thanh lọc hiểu không? Trời ơi, coi kìa. Nổ lum. Ôi mẹ nó kiểu đừng động. Mẹ coi coi. Cái tuổi con á là bây giờ đang cái tuổi dậy thì, con hiểu không? Nên bây giờ nè, có cái chuyện gì cần chia sẻ thì cứ nói với mẹ hiểu không? Có mẹ ở đây rồi. Mẹ sẵn sàng là một người bạn tốt bên cạnh Winner. Nè, buồn về chuyện nè, chuyện thay đổi về cơ thể nè, cũng kể cho mẹ nghe nha chưa? Về bạn trai bạn gái gì cũng phải kể cho mẹ nghe nha chưa? Hiểu không? Lăng nhăng, con không có chuyện đó đâu. Phải có không? Không có. Có giờ mẹ chuyện gì không? Thì không? Không. Con trai cưng, con trai cưng. Nói nghe nè, đưa cho mày nặng mấy cái mụn này cho. Mày kỳ quá à. Đưa đây mày nặng cho. Quá. Cái này con mấy hôm rồi hết mà. Hết làm sao được. Nó có cái cùi ở trong á, để mày nặng cho. Thôi. Cái thằng này. Mày kỳ quá à. Ôi, mẹ cái này cưng. Ôi, mày kỳ quá. Ê, quýnh nó. Ê, ê, bé bé. Ê, cái thằng này. Cái thằng này. Đồ đạc gì thứ. Thấy Winner đâu không? Mẹ, mẹ đang bị băn khoăn suy nghĩ nè. Candy, nói chung là nếu mà mẹ đọc thư là mẹ xâm phạm quyền riêng tư của Winner. Nhưng mà mẹ tò mò quá. Rồi con nghĩ mẹ có nên đọc không? Nên. Nên. Ừ, đọc đi. Việt Thi à, đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau. Tại sao cậu vẫn không chấp nhận tình cảm của mình? Mình sẽ nhắn tin cho cậu mỗi ngày. Trời ơi, thôi hiểu rồi. Hẹn chi bữa giờ nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Tội nghiệp quá. Tội nghiệp quá. Ai tội nghiệp? Tội nghiệp gì? Hả? Sao con khóc? Thì con thấy mẹ khóc, thì con khóc theo thôi. Trời ơi, bà càng ngày càng hùa rồi đó. Con biết đọc đi rồi thấy tội nghiệp. Hiểu không? Sao không hiểu? Con có biết đọc chữ ra. Đi đây, đi lên phòng học bài đi cho biết chữ mà muốn mà biết viết thư với người ta. Dạ. Trời ơi, tội nghiệp con tôi ghê không? Không sao, không sao, không sao. Winner, con đã có mẹ mà. Mẹ sẽ giúp cho con. Việt Thi ơi, mình là Winner nè. Mình không thích cậu đâu nhé, đừng ảo tưởng.
á. Đồ hâm. Sao nó chửi mình khùng ta, cái con nhỏ này, con bé này. Mình nói thiệt, mình đang rất chăm chỉ học hành. Việc thi đừng làm phiền mình nữa. Đó, mình phải kiếm cái icon nào ta? Icon nào mà mặt giận dữ gửi nè. Cái gì? Dở hơi. Ai nói tôi thích ông? Con bé này. Được rồi. Mà việc thi hạn chế gặp tôi đi nha. Mẹ tôi không thích việc thi đâu. Gửi. Đợi coi nhé. Ok, vậy hãy tập trung lo học đi. Bye. Ủa mẹ. Mẹ đây. Mẹ có thấy cái gì đây nè? Nè con không? Sao tự nhiên mẹ lấy điện thoại với thư của con nữa? Đâu có. Mẹ thấy mới để đó, mẹ mở ra. Mẹ không có mở ra. Cái đi nó mở ra sao mẹ la nó rồi mẹ gấp lại đó. Trời ơi, thư từ của con có phải tự nhiên mẹ nở làm gì? Mẹ thương. Mạnh mẽ lên con ca. Mẹ làm sao vậy? Mạnh mẽ lên. Con làm sao đâu? Có mẹ ở đây rồi. Mẹ sẽ mãi mãi bên cạnh con. Mọi việc mẹ đã xử trí xong hết rồi nha. Ngoài đường con không có ai, nhưng về nhà là con có mẹ này. Mẹ này, mẹ luôn bên con. Thôi thôi mẹ tránh ra, con đi con. Không cắt mẹ. Thôi mẹ làm sao vậy? Ông đừng bao giờ gặp tôi nữa trơn á. Ủa, có chuyện gì bà phải nói cho tôi biết chứ. Cứ tự nhiên giận dỗi dỗi à? Ông hay quá ha. Tự nhiên đi nhắn tin khủng bố tôi. Đã gì? Còn nói tôi thích ông nữa là sao? Thì sao luôn cái chuyện trời? Gì cũng phải có đó. Tự nhiên bà cứ giận dỗi vô cớ à? Lý do đi cháu gì? Chạy trời số chạy. Không muốn. Sáng nay bán chưa được tại nào. Không muốn. Chạy. Ủa mẹ. Ủa. Mẹ làm gì ở đây vậy? Mẹ chào con. Chào con. Mẹ. Gì ông nói này? Mẹ đi xuống nhà mua đồ. Mẹ mua đồ, mẹ đứng đấy làm gì? Chỉ cái ông nội mấy số đấy. Em nói em vậy, không vậy, mua anh ơi. Không, em không mua. Hai đứa đang nói chuyện đúng không? Dạ. Thôi, nói chuyện tiếp đi. Chạy. Không mua. Em đợi sáng giờ bán chưa được tại nào vậy? Tôi không mua. Chạy. Sao mẹ em có mấy cái biểu hiện kỳ lạ quá vậy? Ui, chắc là mẹ tôi phát hiện ra cái bức thư mà hôm trước ông Vinh gửi cho bà ấy. Bây giờ hiểu lầm rồi. Tôi không hiểu cô Linh sao luôn á. Mẹ tôi tính tình xưa giờ đã thế rồi, phải chịu thôi chứ sao. Tôi có cách để làm cho cô Linh tỉnh ngộ rồi. Bạn đừng lo. Dù có chuyện gì đi chăng nữa ấy, tôi cũng không để bạn phía sau đâu. Bạn đừng bao giờ bỏ rơi tôi nha. Quá đáng mà. Quá lắm rồi. Trời đất ơi, phải gọi điện kêu ông chú của nó qua đây. Bốn mặt một lời. Trời đất ơi, cái gì vậy? Trời ơi, sao tôi tự nhiên ngoài đường ngoài xá mà. Hai đứa vậy làm cái gì vậy? Hả? Winner, học hành không lo, bây giờ còn yêu đương nữa hả? Con làm gì trước mặt mẹ vậy? Từ từ. Làm sao mà từ từ nữa? Anh có hai đứa đó, tụi ăn tụi lớn không vậy? Từ từ, nghe tụi nó nói. Sao nói cho chú nghe coi. Dạ là ngày mai lớp tụi con có một vở kịch, cho nên tụi con đang tập kịch để ngày mai diễn mà. Sao cô Linh lại chú Tùng làm gì mà căng vậy? Ủa, nó tập kịch mà. Sao tự nhiên gọi điện thoại cho tôi nói giống như là tụi nó chuẩn bị làm chuyện gì đó ghê gớm lắm. Nè, phải vậy không? Dạ phải. Sao con không nói gì với mẹ hết vậy? Thì mẹ có hỏi con đâu mà con trả lời. Trời đất ơi. Mà cô Linh, cô đừng có hiểu lầm tụi con nha. Tình bạn của con với Winner hoàn toàn trong sáng. Quê thiệt chứ. Hai đứa nó con nít mà trưởng thành, trong khi mình người lớn như đứa con nít. Chưa có gì gọi điện thoại mắng vốn làm thấy ghê. Thôi chú Tùng, chú đừng nói mẹ con như vậy.
Thì tại vì em sợ là Winner nó hư. Em sợ là Winner nó đang tuổi vậy thì sợ nó nghĩ cái này, sợ nó gặp cái kia. Con hiểu mẹ không Winner? Mẹ à, con lớn rồi. Mẹ đừng có đối xử con như Candy được không? Nhất là mấy cái việc như là mẹ nặn mụn con này, mẹ bới tóc con này, xong mẹ vỗ mông con nữa. Mẹ có biết là mỗi lần bạn bè đến chơi hay thậm chí là Việt Thi này, con ngại lắm không? Đúng rồi. Cái đó là mẹ thương con mà. Mẹ thương con mà Winner. Mẹ sợ là nếu mẹ không chăm sóc, mẹ không làm bạn với con á thì con sẽ ra ngoài đường á, con sẽ tiếp xúc với những người xấu. Rồi lúc đó mẹ không biết phải làm sao khi con xảy ra chuyện gì á Winner ơi. Mẹ yên tâm đi. Bây giờ con lớn rồi, con đủ biết mình làm gì. Và con hứa với mẹ, có thể là trước đây con lười học, con quậy phá, nhưng từ nay về sau con sẽ không thế nữa đâu. Trời đất ơi, đúng là một chàng trai trưởng thành. Anh Tụng, Làm bạn với con chứ không phải là lấy cái dây chói con sát bên mình, hiểu không? Anh có nghe con em nói gì không? Nghe chứ. Nó nói nó lớn rồi. Nó lớn mình phải mừng chứ, mắc gì nó lớn mà khóc. Nhưng mà nó lớn rồi, em không có lo cho nó nữa. Nó sắp rời xa vòng tay của em rồi. Nhưng mà không sao, con lớn cũng được, con nhỏ cũng được, con mãi mãi là chàng trai tuyệt hảo nhất cuộc đời của mẹ.